Chào đến toàn thể quý vị anh chị ạ. Mọi người đang xem một bài livestream trực tiếp trên kênh YouTube và cả trên kênh fanpage Lê Thúy Ô Tô Hải Dương. Buổi tối hôm nay là ngày mùng 5 tháng 4 2022. Anh chị vào xem live ấy, đừng tiếc gì cho em Thúy một nút like này, một nút chia sẻ này, em rất là cảm ơn ạ. Mọi người like mạnh tay lên, chia sẻ nhiệt tình vào, nhấn like, nhấn thích, nhấn đăng ký kênh, nhấn theo dõi fanpage. Đến mua xe, em Thúy bán cho mình cái giá ưu ái luôn. Những cái đầu xe thông dụng thuộc phân khúc hạng A, hạng B, hạng C nhà em rất là nhiều. Anh chị cứ vào xem xe, chọn xe thoải mái này. Accent form mới này, Vios đời cao này. Rồi cả loạt Kia Soluto, số sàn, số tự động, loanh quanh tầm hơn 300, 400, rất là nhiều ạ. Mọi người nhấn like nhá, đừng quên nhấn like, thả tim mạnh vào. Đến mua xe em thì giảm giá cho ạ. Ít cũng 15 triệu. Đấy. Quan trọng là khách hàng mua dưới cái hình thức nào thôi. Mình mà mua tiền mặt đấy, đánh xe, tự đánh xe về em bán kịch sàn luôn. Còn làm trả góp nhá, không cần chứng minh thu nhập. Mình chỉ cần sổ khẩu với cả đăng ký kết hôn thôi, em Thùy làm được hết. 8 giờ tối hàng ngày trên kênh YouTube và trên kênh fanpage. Elantra 2017 em hết hàng ạ. Em chào anh Nguyễn Liên. Xin được gửi lời chào đến toàn thể quý vị anh chị khách hàng. Mọi người vào đi. Nói chung là nếu như mình mua Elantra, mình cũng có thể lựa chọn sang dòng phân khúc hạng C, là mình sang Cerato cũng được. Cerato thì em thì cũng có 2018 cho mình. 2018 nó hơn hẳn Elantra ở cái sạc không dây thông minh. Hơn cả cho mình cái Cruise Control đi ga tự động nhá. Đấy, Cerato 2018 em đang bán 430 triệu thôi. Chào anh Vũ Phương, chào anh Cường Nguyễn. Anh Lê Hải cứ qua xem trực tiếp đi. Còn mình thiện chí, mình nhiệt tình, cứ nhấc máy gọi cho em Thùy. Giá cả thương lượng thuận mua vừa bán, quan trọng mình nhiệt tình mua thôi. Giá nào em Thùy cũng bán, không lỗ là được. Xe đẹp bảo hành cho quý khách hàng. Mọi người xem qua loạt xe nhà em này. Accent nhà em đang có rất là nhiều. Vios cũng sẵn hàng. 7 chỗ em có Kia Rondo này. Có cho mình Innova này. Rồi Xpander số sàn, số tự động có hết nhá. Mấy mẫu phân khúc hạng A, có i10, có Fadin đây. Em chào anh Thắng Mèo ạ. Innova anh Xuân Lợi ơi, em có 213 này, giá chỉ có 300 thôi. Ngoài ra em có 215, 215 bản E xịn ấy, thì em đang bán là 380. Chào anh Cường Nguyễn ạ. Đấy, hôm qua là em Thùy về được chiếc Astray ở đây này, khách chốt luôn rồi. Hôm qua mấy anh chị khách xem xe buổi tối là chốt luôn Astray của em Thùy rồi. Xe đẹp biển Hải Dương, có hơn 300. Hôm nay thì em cũng về thêm rất là nhiều xe mới nhá. Anh chị vào xem livestream nhấn like nhiệt tình lên. Cerato màu đỏ này, rồi Traverse Cruise này. Bên ngoài em còn có cả một chiếc i10 nữa. Ranger XLS số sàn em hết hàng. Hiện tại nhà em đang có một mẫu là Ford Ranger bản Wildtrak, bản tự động hai cầu, bản cao cấp nhất thì nó hơn 700 một chút, đang có duy nhất một chiếc bán tải màu cam ở góc đằng kia kìa. Mọi người vào đi ạ, i10 mới về đây, em quay luôn nhá. Nói chung dòng i10 này nó rất là thông dụng, nhà em cũng nhiều, lúc nào cũng sẵn i10 cho khách hàng. i10 2018 này, đây là cái phiên bản, bản này bản đủ này, anh chị xem bản đủ này. Xe gia đình, một chủ, hai chìa khóa, zin, nguyên bản theo xe. Chiếc này là số sàn, động cơ 1.4. i10 nó còn cái phiên bản 1.0 nhá. Anh chị mua dòng i10 lưu ý, 1.0 thì tất nhiên là giá nó sẽ rẻ hơn. Mình đi 1.2 như chiếc này này thì máy nó sẽ khỏe hơn. 1.2 đi đường trường nó rơi khoảng tầm 4,6 lít. Chiếc này em đang bán là 320 triệu. Em bao hồ sơ, bao vận chuyển cho mình. 2018 form này là form sedan 2 đầu. Chào anh Quân Nguyễn. Rio số sàn biển Hà Nội. Số sàn thì em đang khá là nhiều Rio. Em đang có 215, 216, 217. Nhưng mà em không nhớ được cái biển số thôi. Anh cứ giữ máy nhá, tí em quay cho mình cái biển số xem có biển Hà Nội cho anh không. Chốt cọc luôn cho anh Lê Hải. Anh gọi điện trực tiếp cho em Thùy nhá. Nói chung là phải nhiệt tình. Chốt giá trực tiếp thì gọi giúp em vào hai số hotline đây. 0789 299 111 hoặc là 0839 834 834. Em chốt giá em tư vấn cho. i10 này, i10 tầm tiền 300 này, mình mua được xe gia đình, không taxi, không dịch vụ, vẫn còn zin hai chìa khóa theo xe. 2018 bên này em có Cruise
Hôm trước là em có một chiếc Cruy 2016 là em thì bán rồi nhá. Bán rồi, bán có hơn 300 thôi. Trước này em chỉ có 330. 2016 phiên bản số sàn, động cơ chiếc này là 1.6, thuộc phân khúc hạng C. Giá xe mới ở cái thời điểm 2016 nó ngang ngửa với Cerato, với Elantra. Nhưng bây giờ thật Cruy 2016 này chỉ có 330 triệu, quá rẻ rồi. Dòng này chạy đầm, chắc xe, phù hợp anh chị mình đi gia đình, mình đi đường trường, kiểu dịch vụ gia đình, dịch vụ đường trường, đường xa, rất là ok. Đi trong phố thì nó hơi tốn xăng, đi trong phố nó rơi khoảng 10 lít nhá. Đi đường trường thì khoảng tầm hơn 6 lít một chút, 6 lít rưỡi, 7 lít gì đấy. Xe chạy rất là đầm, với cả là giá hợp lý cho mình. Chiếc này là 330 triệu. Em chào anh Phúc Chu. I12 đầu đây, Nguyễn Văn Nhất nhá. À, có nhiều bình luận này, để em đang xem lại bình luận một chút. Chào anh Trần Quốc Dụng, Iaris hầu như em Thùy không có hàng. Cái dòng Iaris đấy thì anh chị form kiểu form hatchback, form một đầu, anh chị tham khảo cho em chiếc này đi. Chiếc này cũng được này. So với Iaris thì giá nó mềm hơn, form dáng thì cũng gần như nhau, kiểu form một đầu mà xe nhập khẩu, chạy rất là chắc xe. Anh chị mà mua xe tầm tiền chưa đến 400, số tự động, xe nhập thì tham khảo cho em cái mẫu này. Tucson máy dầu của anh không có hàng anh ạ. Bây giờ máy dầu là em thì hơi khan hàng một chút. Xe tự động 2015 giá 300 triệu quay đầu. 2015 mà 300 quay đầu thì là hơi ít sự lựa chọn anh ạ. I10 2015 tự động mà nó cũng phải tầm trên 300 rồi. Nó là cái phân khúc hạng A, nó cũng phải tầm trên 300 rồi. Anh cố lên một chút. Anh mua cho em VinFast Fadin nhà em Thủy, đời cao luôn, 2019 luôn, thì loanh quanh nó chỉ nhô 300 một chút nhá. Hoặc anh mua 2020, em có một chiếc bản cao cấp nhất thì nó rơi khoảng tầm 380. Chờ chút ạ, anh Hoàng Văn Triệu. Đây em giới thiệu cho mọi người một cái mẫu mà tự động với cái tầm tiền chưa đến 400 này. Mình thích Iaris, mình đi sang chiếc này cũng được. Đây là cái dòng Hyundai Accent. Cái bản này là cái bản một đầu, bản hatchback là bản cao cấp nhất. Nó có đèn ổ thông minh, có cửa sổ trời nhá. Đấy, hai cái này là những cái dòng cùng phân khúc hạng B là hầu như không có đâu. Cửa nóc này, cửa trời này, rồi hệ thống đèn bi này, giải đèn LED định vị ban ngày này. Trước này em bán chỉ có 380 thôi, quá rẻ rồi, 380 triệu. Mua Hyundai Accent bản Blue, xe nhập Hàn, tự động 1.4, trước này là 2014. Mẹc đời cao hả anh? Mẹc đời cao em không có hàng. Anh Cường Nguyễn mua Cerato màu gì nhỉ? Hôm nay em Thùy bán cả Cerato màu trắng, màu đỏ. Bán nhiều, Cerato nói chung vẫn là bán nhiều. Thì hôm nay em về thêm một chiếc Cerato này. Vai số sàn đời cao nhiều anh Tiệp ơi. Anh Tiệp Mai vai số sàn đời cao có 2018 này, 2019 này, 2020 này, nói chung sẵn hàng luôn. Riêng anh chị mà mua cái dòng phân khúc B, em có Vios, có cả Hyundai Accent, nói chung là xe nhiều. Tầm 15-20 mẫu cho anh chị mình chọn luôn nhá. Anh chị dành một buổi sáng qua nhà em Thùy xem xe, chạy thử xe, kiểu gì cũng mua được xe thôi. Cam kết luôn, giá cả thì có thương lượng, quan trọng là mình mua dưới hình thức nào. Ở đây em đang có hai mẫu Kia Cerato. Cái chiếc này thì về hôm qua này, 2019 mà lốp theo xe cả dàn nhá. Chứng tỏ là xe chạy ít. Hiếm có chiếc nào chạy 35 mà dàn lốp còn nguyên bản theo xe lắm ạ. Chiếc này lốp theo xe này. Chiếc này thì em đang bán là 480, xe đẹp giá căng nhưng mà chiếc này đẹp zin cho quý khách hàng. Anh Cường Nguyễn cọc xe này rồi à hay xe khác hả anh? Chiếc này em vừa về hôm qua mà. Hôm nay này em Thùy chốt Astray, chốt được cả chiếc Morning cũng bán rồi, Avel vừa về bán luôn. Hôm nay là nhận cọc khách hàng 3 xe, mặc dù là 6 ngày nhưng vẫn chốt được 3 xe nhá. Chiếc này mới về nhà em Thùy hôm qua, biển 15. Nói chung là đẹp zin cả xe, lốp theo xe cả dàn, giá căng nhưng mà xe đẹp. Chiếc này bao chất luôn, em bán 480 này. Còn hôm nay em về được chiếc này biển 34, biển Hải Dương nữa nhá. Anh chị chờ một chút. Chiếc này số tự động rồi, tự động 1.6, 2018 đây. 2018 tự động 1.6, giá này chỉ như số sàn thôi. Cerato số sàn bây giờ niêm yết vẫn 540, 520 hay 540 ấy. Ra tên lăn bánh vẫn 600 cơ mà. Bây giờ anh chị đi xe lướt, mình đi tự động này, 525 triệu, 2018 bản full.
Cruise control, gãy số vô lăng, màn hình cam hành trình. Rồi bác chủ bác lên kín hết rồi. Chiếc này biển 34, biển Hải Dương. Em bán chiếc này 520. i10 tự động của anh, i10 tự động em hết hàng. Anh mà đi tự động hay i10 ấy thì anh tham khảo cho em Fadin đi. Bây giờ mình đi Fadin chấm nó 1.4, máy nó khỏe hơn nhá. Đây, mọi người xem chiếc này vừa cập bến cửa hàng. Em chào anh Hậu, đến từ Thái Bình 17. Vâng. Sunny không có hàng anh ạ. Dòng đấy hơi ít. Anh xem những dòng khác nhiều mà, nó thông dụng hơn. Cái phiên bản này 1.6 tự động này, anh chị để ý cho em này, bác chủ bác lên toàn hàng xịn thôi. Màn hình ZTEC nhá, màn này bảo hành theo hãng luôn. Order đang chạy chuẩn cho mình 5 vạn. Gầy số vô lăng, cruise control, sạc không dây thông minh. Cam hành trình, cam lùi có hết rồi, 525 triệu. Em chào anh Chút ạ. VS 2018 có hàng nhá. 2018 em có tự động bản G giá 500 thôi. Ngoài ra em còn có cho mình 2018 số sàn ấy, cũng chỉ loanh quanh tầm 400 nhá. Nói chung VS nhà em thùy rất là nhiều, cả sàn cả tự động. Anh Lê Hải alo cho em Thùy chưa ạ? Chốt giá trực tiếp thì phải gọi cho em Thùy, nói chung là thuận mua vừa bán thôi. Xe đẹp em bảo hành cho quý khách hàng nhá. Mình cứ alo trực tiếp cho em. Chiếc này em bán 525 triệu ạ. Em chào anh Nguyễn Hòa. Xin được gửi lời chào đến toàn thể quý vị anh chị khách hàng đang xem buổi livestream trực tiếp trên kênh YouTube, cả fanpage luôn. Đừng tiếc một like, một chia sẻ cho em. Ở đây thì em có thêm một cái mẫu hạng C số tự động này. Chiếc này form mới rồi, 2019 nhá, 2019 một chủ sử dụng từ đầu. Em bán chiếc này 580 triệu này. Đẹp chưa ạ? 580 triệu, tính ra mình đi mua số sàn nó vẫn 600 cơ mà. Bây giờ mình mua lướt, mình đi tự động. Mà bác chủ bác lên sẵn hết đồ rồi. Em thấy ở đây có cam hành trình rồi, có cả cam 360 luôn, rồi cả cam lùi luôn. Đấy, cái bộ phụ kiện này, cam 360 này, sơ sơ cũng tầm 20 rồi, tất cả nhá. Đăng kiểm dài, chiếc này em đăng kiểm thấy đến tận 2023 cho quý khách hàng này. Đấy, tháng 7 2023, hơn 1 năm nữa cho mình sử dụng. 580 cho mẫu Hyundai Elantra tự động này. Vios giữ máy giúp em ạ. Chào anh Phạm Luân, xin được gửi lời chào đến toàn thể quý khách hàng. Ok chưa ạ? Mua tự động hạng C, qua nhà em Thùy xem Celato, xem Elantra giúp em cực kỳ nhiều. Anh chị cứ xem nhá, xem có để giá cho mình. Với cái tầm tiền 500 mà mình đi tự động thì nhà em đang có rất là nhiều Vios. Vios nếu như mình mua 2019 thì nó rơi khoảng tầm 515, 520. Còn mình mua 2018 ấy, form mới rồi nhá, thì cũng rơi khoảng tầm 500. Mình cứ qua xem xe, chạy thử xe nhiệt tình luôn. Đây, hôm nay về được chiếc này nữa này. Đây, chiếc này cũng vừa về này. Anh Trần Thành ạ, anh đang mua xe gì ạ? Celato chuẩn giá, giá chuẩn. Quan trọng là khách hàng thiện chí thôi. Mình cứ gọi cho em Thùy nhá. Nếu như mình cần ship xe tận nơi, ngay sáng ngày mai, buổi tối nay cọc cho em cái xăng dầu Cầu Phà thôi. Sáng mai em đánh xe tận nhà cho quý khách hàng mình xem xe. Test hãng thoải mái, test đâu cũng được. Ở đây thì em cập bến một mẫu là Hyundai Accent này. Cái dòng Accent này bán rất là chạy, form đẹp. Đây là tự động nhá, tự động 2020, mình xem qua. Chưa đến 500 đâu. Nếu mà cái tầm tiền này có rất là nhiều sự lựa chọn. Cái dòng Accent tự động này, cái phiên bản này nó có cả cái dải đèn LED mí này, nhìn rất là chất. Thêm nữa là có hệ thống đèn bi xe lông cũng đầy đủ luôn. Đăng kiểm dài, đăng kiểm anh chị yên tâm, đến tận tháng 4 2023. Chiếc này về nhà em Thùy hôm qua, thì hôm nay em mới lên sóng được, anh chị vào xem. Cái nội thất này vẫn là nội thất nguyên bản zin theo xe luôn. Ghế da phối hai màu này. Đấy, nguyên bản anh chị nhá. Rồi cả đề nổ thông minh, màn hình bác chủ còn chưa có bóc tem. Xe chạy có 1 vạn 8 thôi, xe mới tinh.
Mình xem này, đấy, ni lông còn chưa cả bóc cơ. Morning nhà em bán rồi anh ạ. Hôm nay em thì bán morning rồi. Morning vừa bán xong. Chiếc này mới chưa ạ? Em bán chiếc này là 485 triệu. Xe đẹp bao chất cho quý khách hàng 2020. Xe mới tinh, ni lông chưa cả bóc hết. Để em xem cho anh chị dán lốp nữa. Lốp này vẫn là lốp nguyên bản đấy ạ. Đấy nhỉ, đây xem lại xem. Đấy, lốp dày luôn. Lốp dày chưa ạ? 2020 nhá, đời cao siêu lướt. Em Thùy cam kết đẹp zin cả xe cho mình. Xe đang mang biển số là biển 89 Hưng Yên. Biển khá là đẹp. Anh chị ở Hưng Yên mà mua chiếc này về, mình chỉ cần sang tên thôi. Biển đẹp sẵn rồi. 233348 này. Xe hạng D ở anh, hạng D thì em đang hết hàng. Anh có đi Toyota Land Cruiser Prado không anh? Xe đẹp chất luôn, tầm tiền nó hơn 1 tỷ một chút. Nếu như anh chị không thích màu đen, mình sang cho em màu trắng nhá. Em có một chiếc này màu trắng đời 2019 này. Xét về form dáng 2019, 2020 giống nhau. Cuối 2019 có cửa gió điều hòa phía sau rồi. Em bán chiếc này là 470 triệu nhá. Xe đẹp, bao zin, bao chất. Em mời cả nhà qua nhà em Thùy xem xe, chọn xe, chạy thử xe thoải mái ạ. 450 thì không bán được anh ơi. 450 xem cho em chiếc này đi anh Dũng Nguyễn. 450 thì mình mua 2019 nhá. Nhưng mà xe đẹp lắm, để em xem chạy bao vạn rồi. Còn chiếc kia thì anh cố anh trả thêm em Thùy một chút, vài triệu thôi, gọi là lấy công làm lãi thôi thì mới bán được. Chiếc này 2019 là chạy 3,6 vạn này. Còn cái chiếc 220 em vừa quay là chạy 1,8 vạn nhá. Đấy, tranh nhau 1 năm. Vô lăng củ số còn rất là mới đây. Đấy, vô lăng nguyên bản bọc da này. Chiếc này là 470. 5 chỗ gầm cao em Thùy có nhiều. Em có Ford EcoSport 400, Hyundai Kona 2019 580 triệu. Lexus 204, xe đẹp bao chất, chỉ có 460 thôi. Anh chị cứ qua nhà em đi thử đi ạ. Đang có mấy mẫu 5 chỗ gầm cao ở đây. Ok chưa ạ? Em vừa báo giá cho mình cái loạt xe mới về nhà em Thùy trong buổi tối ngày hôm nay. Có Accent tự động 220, có Cerato tự động 218 màu đỏ mới về này. Rồi cả Cruise, cả i10 nữa. 4 mẫu xe mới cập bến cửa hàng. Bây giờ thì em sẽ đi vào em báo giá lần lượt nhá. Anh chị vào đi, em báo giá lần lượt. Mọi người đang tham khảo dòng xe gì để lại bình luận để em quay luôn. Anh chị để lại bình luận đi ạ, xem xe gì để lại bình luận giúp em. Đấy, bây giờ em bắt đầu quay lần lượt này. Vừa nãy có anh khách nào hỏi em Kia Rio. Nhà em có khá là nhiều Kia Rio, em đang có hình như là 2 chiếc hay 3 chiếc ấy. Biển thành phố để em xem cho mình. Chiếc này biển 51 này. Vừa có anh nào hỏi em biển thành phố nhỉ. Em có chiếc Kia Rio 2017 nhá, biển gốc thành phố luôn. Chiếc này về Hà Nội chỉ mất tầm 5 triệu ra tên chính chủ mình này. Tư nhân sử dụng lên full đồ. Anh chị đi cái dòng Kia Rio này, nó ngang ngửa với Vios. Về thiết kế nội thất nhìn nó đẹp hơn hẳn luôn. Chiếc này biển gốc thành phố nhá. Anh chị mà đang tìm biển xe thành phố tham khảo cho em chiếc này đi ạ. 2017 đời cao xe nhập khẩu. Em bán chiếc này là 355 triệu. Biển thành phố luôn. Về đỡ mất 20 triệu tiền sang tên cho mình. Mà bác chủ bác lên rất là nhiều đồ. Mình nhìn qua là thấy có màn hình giải trí Android rồi. Xe mà nó chạy gia đình nhá. Anh chị cứ nhìn cho em cái táp lô táp ly này. Tên tư nhân sử dụng. Không taxi, không dịch vụ. Đấy. Các phím bấm nó phải rõ như này. Xe chạy nhiều là phím bấm nó mờ hết rồi cơ. Chiếc này đẹp chưa ạ? Nét chưa ạ? 2017 đây. Trần này vẫn là trần nỉ nguyên bản. Màn hình cam lùi có hết. Vô lăng củ số nguyên bản theo xe. Xe quá là chất rồi. Mua chiếc này yên tâm. 355 triệu thôi. Giá rẻ như Vios. Dòng này nó là xe nhập ấy. Nên cảm giác khi anh chị cầm lái này, cũng như là cái thân vỏ của xe, cảm giác khá là dày dặn chắc chắn nhá. Xpander số tự động em có một chiếc 2019 màu bạc anh ơi. 530 thôi. Màu bạc lên kín đồ, kín phụ kiện rồi.
Trước này biển thành phố đây, về Hà Nội chỉ mất 5 triệu ra tên chính chủ luôn. Em bán 355 triệu. 2017 Kia Rio số sàn xe nhập khẩu. Quay Rondo cho anh Hà Hùng. Ok anh Hà Hùng. Nhà em đang có mấy mẫu Rondo nhá, em quay luôn đây. Bây giờ anh chị mà tham khảo Xpander tự động thì cũng có thể tham khảo sang dòng Kia Rondo này. Số sàn, một mẫu số sàn 2020 chưa đến 500 đâu. Giá rẻ so với Xpander, giá nó chỉ bằng Xpander thôi. Nhưng mà chạy dòng này nó thích hơn bởi vì động cơ của nó là 2.0, chấm nó to hơn, cảm giác máy chạy khỏe hơn nhá. Với cả anh chị nhìn cái thiết kế đèn này. Đèn đẹp chưa ạ? Đèn bi xe lông siêu sáng này, LED định vị này, rồi hệ thống đèn gầm là đèn projector này. Xpander nó số sàn nó không có đèn gầm đâu, nó chỉ bóng halogen thôi. Chứ này nguyên về cái hệ thống đèn là nó hơn hẳn rồi. La răng cũng là la răng phay thể thao, dàn lốp dày. Đẹp chưa ạ? Xi nhan đây. Xi nhan thì được tích hợp vào thân xe. Nội thất nhá. Một mẫu Kia Rondo 2020 anh chị xem qua. Dòng này chạy là thích hơn Xpander, em cam kết luôn. Cái trang bị nó cũng nhiều. Đấy, có màn hình rồi này. Trần nỉ nguyên bản, ghế da xịn đẹp. Vô lăng tích hợp phím bấm ở đây, có tăng giảm âm lượng rồi cả chọn bài nhá. Chiếc này bác chủ bác cứ lên cái bộ ghế da với cả lên lót sàn hết rồi. 2020 em bán chiếc này 485. Celato hatchback của anh. Celato nó chỉ có sedan 2 đầu thôi, nó không có form hatchback đâu anh. Nhà em bán này em chưa thấy chiếc Celato nào form hatchback cả. Chỉ có 2 đầu thôi anh nhá. Số sàn ấy thì nó có cái bản thiếu với cả cái bản đủ. Ngoài số tự động thì cũng đang có 2 phiên bản. Chiếc Rondo này số sàn 2.0 này. Máy xăng, la răng phay, đẹp luôn. Em chào anh Nguyễn Đức Hoành. Innova tầm tiền 250 thì em đang hết hàng. Anh đi chiếc 300 đi anh. 300 em có 213. 250 thì đời nó khoảng 208, 209. Nó sẽ hơi sâu. Anh đi cho em chiếc 213 nhá. Chiếc này ok chưa ạ? Anh Hà Hùng mà xem clip chiếc Rondo này thì kết bạn Zalo, kết bạn vào fanpage. Em gửi cho mình cái clip chi tiết nhá. Nhắn tin fanpage cũng được. Màu trắng này, ui đăng kiểm dài luôn. Đăng kiểm này anh chị xem qua này, phí đường bộ này, nộp. Chỗ này 2 năm sử dụng. Chỗ này còn 1 năm nữa cho mình, thoải mái sử dụng nhá. 408 thôi, giá cực kỳ hợp lý cho một mẫu 7 chỗ, số sàn, đời cao. Tiếp tục, bên này em còn vài mẫu 7 chỗ nữa. Hay anh chị xem dàn Vios đi. Vios nhiều, Rondo bên này thì em còn một chiếc màu đen nữa. Đây bên này em có chiếc màu đen này. Chiếc màu đen này là tự động này, tầm tiền cũng chưa đến 500. Còn không anh chị có thể đi Xpander tự động thì em có chiếc này màu bạc đây. Chiếc này thì chỉ có 530 thôi. Ở đây em có chiếc Xpander tự động 2019, động cơ của chiếc này là 1.5. Cái phiên bản tự động ấy thì nó được trang bị rất là nhiều những cái tính năng mà số sàn không có. Thứ nhất là nó có cho mình cái hệ thống đèn gầm rồi, số sàn là chưa có đèn gầm. Với cả đèn ổ thông minh, cân bằng điện tử, rồi vô lăng bàn phím là có hết. Đây đẹp chưa ạ? Cruise control, đi ga tự động cũng có luôn. 2019 nha em Thúy đây, chỉ có 530 triệu. Em đang có một duy nhất một chiếc này là Xpander tự động. Ngoài ra thì em đang có Xpander số sàn là màu trắng 2019. Giá nó rơi khoảng tầm 470. Xe đẹp và lên nhiều phụ kiện cho mình. Bên đây thì em có thêm một mẫu Kia Rondo số tự động nữa. 2016, chiếc này chỉ có 450 thôi. Cái chiếc màu trắng em vừa quay là số sàn, chiếc này tự động này. Những cái hệ thống đèn được trang bị rất là xịn luôn. Đèn là có đèn bi,
Rồi có cả đèn gầm, projector, la răng cũng là la răng phay thể thao. Em sẽ quay qua cho mình cái nội thất. Đây là phiên bản tự động. Phiên bản tự động này thì sẽ có thêm cả cruise control đi ga tự động nhá. Anh chị thấy không ạ? Đấy, chỗ này này, đấy, cruise control đi ga tự động. Có hết luôn. Màn hình này, điều hòa là điều hòa tự động cho xe này. Trang bị đầy đủ hết rồi. Ghế da xịn đẹp, trần nỉ nguyên bản. Chiếc này thì em đang chào bán với mức giá là 450. Anh chị mà mua chiếc này trả góp, trả trước em khoảng tầm 50% là có xe đi luôn. Ok chị ạ, em vừa quay qua hai mẫu Kia Rondo của nhà em Thùy rồi. Thì anh chị có thể kết bạn Zalo vào số hotline, số điện thoại là 0789 299 111 hoặc là 0839 834 834. Em sẽ tư vấn này, chốt giá nhiệt tình cho mình. Morning số tự động đang hết hàng anh ạ. Anh đi morning số tự động thì anh có thể tham khảo sang dòng cố lên một chút. Mình mua cho em chiếc Soluto số tự động đời cao, tầm tiền 400. Bây giờ thì em sẽ đi báo giá lần lượt cái loạt xe ngoài bên này. Hoặc có anh có thể là đi cho em VinFast Fadin nhá. Fadin em có 2019 rồi cả 2020 bản cao cấp nữa. Mọi người xem cho em chiếc Fadin này ạ. Đây là cái phiên bản cao cấp nhá. Đây là phiên bản Blue này. Xe rất là chất. La răng phay, đèn gầm, xi nhan trên gương, tất cả các trang bị đầy đủ hết. Xe mới tinh luôn, chiếc này xe chạy rất là ít. Sơn zin gần như cả xe. Em đang bán chiếc này là 380 triệu cho quý khách hàng. Đẹp chưa ạ? Bây giờ thay vì mình đi i10 tự động, mình đi morning tự động, mình tham khảo sang dòng Fadin này. Động cơ của chiếc này là 1.4, hơn hẳn i10, hơn hẳn morning. Cái mức tiêu hao nhiên liệu đi đường trường rơi khoảng tầm 5 lít nhá. Đây là mức tiêu hao nhiên liệu của một chiếc Fadin. 5 lít đi đường trường này, đi trong phố thì cũng chỉ hết 7 lít thôi. Siêu tiết kiệm nhiên liệu. Ok chị ạ. Ngoài ra em có một chiếc màu bạc nữa. Chiếc màu bạc thì giá nó chỉ hơn 300 một chút, đời 2019, phiên bản tiêu chuẩn. Còn đây là phiên bản cao cấp anh chị nhá. Order của chiếc này chạy cũng chỉ có 1,5 vạn thôi này. Màn hình còn chưa bóc hết cả ni lông. Xe mới cứng, mới tinh như đập hộp cho anh chị khách hàng. Mua về sẵn đổ xăng là dùng. 7 chỗ số tự động, anh Phạm Quốc Dự tham khảo cho em chiếc Rondo em vừa quay. Cái chiếc màu đen em vừa quay cạnh chiếc Xpander đấy anh ạ. Kia Rondo 2016 tự động 2.0. Trước đấy là em đang bán 450 nhá. Xe đẹp, trang bị hiện đại. Đèn bi, đèn gầm, rồi cruise control là có hết cho anh. Em chào anh Nam Đỗ ạ. Anh chị đang xem like đừng quên nhấn like nhá. Nhấn like đi, thả tim nhiệt tình lên. Đến mua xe em thì bán cho mình cái giá ưu ái nhất. Ở đây em giới thiệu đến anh chị một cái mẫu Kia Coupe. Đấy. Chiếc này là một mẫu xe thể thao này, xe nhập khẩu luôn. Nhập Hàn nguyên chiếc 2009, em đang bán chiếc này là 350 thôi. Chạy dòng này rất là thích bởi vì cái form dáng, thứ nhất là form dáng hai cửa thể thao. Động cơ 1.6 máy bốc nhá. Xe nhập nên là cái thân vỏ, cột kèo, gầm bệ chắc nịch cho quý khách hàng. 350 triệu cho chiếc Kia Coupe này. Còn bên này thì em có một mẫu i10 2018 ạ. 2018 phiên bản số sàn đây, tự động đây. Anh chị đang tìm i10 tự động tham khảo cho em trước này. 380 triệu, thấy chưa ạ? Đi Fadin, mình đi được Fadin 220 luôn. Đấy. Còn không, mình đi Soluto, mình cũng đi được Soluto tầm 400. Hoặc i10, trước này là 380 này. Cái dòng i10 này siêu bền bỉ, siêu tiết kiệm nhiên liệu. 1.2 nhá, máy 1.2. Xi nhan trên gương, khóa tay nắm cửa thông minh là có hết. Anh chị xem bộ ghế này.
Những cái dòng này, cái xe này đời cao tầm 2018, 2019, mình mà biết muốn xem là xe có chạy nhiều không, cứ xem cho em cái nội thất thôi. Còn riêng về phần động cơ, phần gầm bệ, máy móc là em Thùy cam kết bằng văn bản luôn. Tết hãng thoải mái, lỗi trả xe, hoàn tiền 100% cho mình. Hyundai Get hiện tại em hết hàng. Ok chị ạ. Chiếc này là 380 nhá, 380. Cái dòng i10 tự động này nó đi đường trường nó rơi khoảng tầm hơn 5 lít một chút. Phía sau này cũng được trang bị 4 mắt cảm biến này. Hiện tại chị ạ. Phân khúc hạng A nhưng mà đầy đủ 4 mắt cảm biến đây. Hôm qua em Thùy mới bán chiếc Astray, một chiếc Astray tự động biển Hải Dương 2019 nó cũng chỉ có hơn 300. Hôm nay thì có thêm cả i10 tự động 2018 đây. Anh chị tham khảo chọn xe nhá. Chiếc này giá bán chỉ có là 380 triệu. Bao cả hồ sơ, bao cả vận chuyển cho quý khách hàng. Bây giờ thì em Thùy sẽ giới thiệu đến quý khách một mẫu này, chiếc này phải gọi là hoa hậu luôn. Xe đẹp nhất bãi. Mà quan trọng nó là cái tầm tiền nó khá là kén khách một chút nhưng mà xe rất là chất. Em có chiếc này là Toyota Land Cruiser Prado nhá. Xe nhập khẩu nguyên chiếc, hàng cao cấp. Chiếc này một chủ sử dụng từ đầu, bác chủ bác là giám đốc luôn, giám đốc ở Ninh Bình cơ. Chiếc này em lắp cái biển giả thôi. Xe đẹp chưa ạ? Nhìn cái hệ thống đèn này. Một chủ sử dụng từ đầu này, xe có giám đốc đi này. Đèn căng đét luôn, đèn bi này, hệ thống đèn phía dưới này, nhìn chất lượng chưa ạ? Chiếc này doanh nhân thành đạt, giám đốc ngân hàng. Đi là không chê là cái điểm gì rồi, xe gần như là zin, là nguyên bản hết, cửa mở ra rất là nhẹ nhàng, đóng thì chắc nịch. Em đang bán chiếc này là hơn 1 tỷ đây. Gọi là cái dòng này thi thoảng em Thùy tìm thấy một chiếc xe đẹp, em sẽ nhập. Xe đẹp bán bảo hành luôn. Một chủ sử dụng từ đầu ạ. Ghế da cao cấp nguyên bản, trần nỉ nguyên bản, màn hình cam hành trình lên hết rồi. Khách hàng em Thùy đang tìm một chiếc xe chất, một chiếc Land Cruiser đẹp chất lượng thì alo luôn cho em Thùy chiếc này. Giá cả nó không phải là vấn đề đâu. Xe quá chất, hiếm lắm mới có một mẫu như này nhá. Cái sơn cũng đẹp này, nội thất cứng này, đẹp tươi long lanh, lốp dày. Đấy, cửa đóng nghe nó khác hẳn. Cửa thì mở ra nhẹ nhàng nhưng mà khi đóng vào cảm giác chắc nịch. 7 chỗ số tự động. Lốp dày chưa ạ? Lốp này chạy thoải mái nhá, ít cũng 10 vạn nữa. Xe đẹp căng, sơn xi, đèn này hầu như trầy xước rất là ít. Mẫu này thì em Thùy đang chào bán lên mức giá là 1 tỷ 680 triệu. Khách hàng mà thiện chí, đúng nhu cầu của mình rồi, chất lượng em cam kết luôn. Anh chị có thể gọi điện vào số Zalo, số hotline là 0789 299 111 hoặc là 0839 834 834. Em sẽ tư vấn em chốt giá cho mình. i10 anh Hoàng Nam nhà em nhiều nhá. i10 em có cả số sàn, cả số tự động luôn. Hình như mạng hôm nay hơi kém thì phải. Mọi người xem hình ảnh có ok không ạ? 1 tỷ 680 triệu bao zin, bao chất cho quý khách hàng. Xe đẹp căng, không một lỗi nhỏ này. i10 có rất là nhiều. i10 em có 219 số sàn, 218 số sàn, rồi 218 số tự động. Em đang có 3 mẫu i10. EcoSport màu trắng anh Phạm Văn Chiến kết nối Zalo để em gửi thông tin nhé. 215 EcoSport bản Titan em Thùy bán 400 thôi. i10 số sàn hatchback thì em đang hết hàng anh ạ. Tiếp tục em có chiếc này đời cao siêu lướt, form dáng nhìn đẹp chưa ạ? Bắt đầu 2021 thì dòng Hyundai Accent nó ra cái form này. Nó có thay đổi một chút ở cái mặt ga lăng phía trước với cả cái hệ thống đèn. Nhưng mà nhìn xe nó khác biệt hẳn luôn. 2021 dòng Hyundai Accent bán rất là chạy. Em Thùy đang chào bán chiếc này là 470 triệu này. Xe đẹp chưa ạ? Xe chạy rất là ít, có 1 vạn thôi. Một chủ sử dụng từ đầu, zin cả xe, sơn zin gần như là nguyên bản hết. Long lanh, bao kết, à, test hãng luôn nhá. Riêng chiếc này đời cao em cam kết khách hàng luôn.
keo chỉ không mất một phân. Cái form mới nhìn quá là xuất sắc rồi. Em bán chiếc này là 470 triệu. Còn bên này thì em đang có một mẫu là Toyota Vios. Chiếc này là số sàn 220 ạ. Anh chị mua Vios đời 220, phần động cơ, phần máy nó cải tiến rồi. Tính ra đi đường trường nó chỉ rơi khoảng tầm 4,8 lít cho 100 km. Mình đi 219 ấy thì nó vẫn rơi vào 5 lít cơ ạ. 220 máy mới rồi nhá. Em bán chiếc này là 430, em bao hồ sơ, em bao vận chuyển luôn. Phiên bản e xịn, một chấm số sàn, 1.5. Còn bên đây thì em có một chiếc Hyundai Accent sản xuất 2018. Accent số sàn bản đủ, em bán chiếc này là 410 triệu ạ. Innova tự động em thì bán thôi ạ. Có chiếc Ventuner là khách chốt rồi. Bây giờ anh đi tự động, anh tham khảo cho em dòng Kia Rondo với cả Xpander nhé. Em còn có cả Accent màu đen số sàn này nhá. Chiếc này thì là màu trắng. Tiếp tục cho một mẫu Vios bản G xịn 2019 đấy ạ. Mẫu này 2019 bản G em đang chào bán mức giá là 510. Còn bên này em có Accent 2018 nữa này. Một đen, một trắng, khách hàng thoải mái lựa chọn luôn. 2018 chiếc này giá chỉ có 410 triệu thôi. Bao cả hồ sơ, bao cả cái chi phí vận chuyển cho mình. Bên đây thì em có chiếc Mitsubishi Outrage 2015. Giá rẻ nhá, em thấy trong cái tầm giá này mình tội gì mình đi mua Vios. Mình mà mua Vios tầm tiền này mình chỉ mua được 212, 213 thôi. Anh chị xem chiếc này 215, nó là xe nhập khẩu này, nhập Thái Lan. Thương hiệu này cũng là thương hiệu Nhật Bản rồi. Số sàn 1.2, giá chỉ có 250 triệu ạ. Xe nhập Thái nhá. Còn bên này em có chiếc này, chiếc bên này đời cao hơn. Chiếc bên này đời siêu lướt luôn. 2020. Mình xem đi ạ. 220 chạy có 1 vạn thôi. Chốt luôn cho anh Nam Ngô. Anh Nam Ngô, alo cho em Thùy nhá. Em chốt cho anh chiếc 221 số sàn. Chiếc Outrage này là 2020, số sàn 1.2, xe chạy 1 vạn, xe rất là mới, mới tinh. Em bán chiếc này là 350 này, ok chưa ạ? Tiếp tục i10 đây. i10 chiếc này em thì mới về hôm qua thôi. 2019, tư nhân, một chủ sử dụng từ đầu, không một lỗi nhỏ luôn. Chiếc này nội thất của nó còn mới tinh, cái bộ ghế da, cái bộ trần nỉ ấy. Zin theo xe rất là mới nhá, xe chạy ít. Em đang chào bán chiếc này là 330 triệu. Giá này em bao cả hồ sơ, em bao vận chuyển luôn cho anh chị này. Accent tự động báo giá cho anh Nguyễn Long. 219 anh nhá. 219 thì là 470 đây. Đây là bản đủ này, 219 này. Chiếc này thì chạy hơn 3 vạn. Ngoài ra em còn có chiếc này là 220, chạy 1 vạn 8 này thì là 485 nhá. 2020. Anh Nguyễn Dinh, alo cho em Thùy đi ạ. Giá nào cũng bán, quan trọng khách hàng em Thùy thiện chí thôi. Em để cho mình cái giá tình yêu luôn. Chốt rồi anh Việt Dũng. Chiếc này em chốt chuẩn giá 350 nhá. Em bao hồ sơ, em bao vận chuyển cho mình. Nói chung là xe rất là mới luôn anh chị ạ. 2021 có gì phải lăn tăn đâu, sơn zin cả xe. Chiếc này em mua chính chủ luôn, mua về chỉ việc sẵn bán thôi bởi vì xe nó mới tinh rồi. Accent biển Hà Nội hả anh? Anh chờ em chút nhá, hình như nhà em Thùy Accent biển Hà Nội là không có hàng đâu. Xe mới như này anh chị có gì phải lăn tăn đâu. Bây giờ tội gì mà mua Vios tầm tiền 300 nữa. Chủ yếu Vios với cái tầm tiền 300 kiểu gì cũng khó lòng, kiểu gì là cũng khả năng là chạy qua dịch vụ rồi. Cố lên một chút, mua Soluto đi ạ. 2021 chạy có 1 vạn, màn hình lên đủ, nội thất mới tinh, sơn zin cả xe như này. Em chốt giá chuẩn luôn là 350 cho quý khách hàng. Xe đẹp chưa ạ, mới tinh nhá. Tiếp tục thì bên này em có một chiếc là Vios, rất là nhiều Vios. Một mẫu Vios số sàn này, 219 này. 219 nhá, anh chị xem qua.
toàn đời cao thôi. Riêng mua xe đời cao nhà em Thủy, khách hàng cứ yên tâm. Cam kết máy zin, keo chỉ, cột kèo là nguyên bản cho mình. Gầm bệ này, không đâm đụng này, sắt xi này. Phần cột kèo này rất là quan trọng này. Cam kết nhá, không đâm đụng, ảnh hưởng đến cột kèo, sắt xi, gầm bệ. Còn trầy xước một chút sơn thì có thể mình hoàn toàn bỏ qua vì nó là xe cũ mà. Nhưng mà riêng về phần động cơ, về phần máy móc anh chị yên tâm. Vios 219 trước này nhà em Thùy nó là cái phiên bản 7 túi khí anh chị nhá. Mình mà mua 220 thì nó chỉ còn rút lại là phiên bản 3 túi khí thôi. Nhưng nếu anh chị mà yêu thích cái phiên bản 219 này, nó có tất cả là 7 túi khí cơ. Nguyên khoang lái phía trước là 5 túi khí an toàn, khoang hành khách phía sau được trang bị 2 túi khí nữa. Xe rất là mới, nhìn cho em cái vô lăng này, mới tinh. Cả nội thất cũng mới luôn. Em đang chào bán chiếc này là 430 triệu, bao hồ sơ, bao test, bao cả vận chuyển luôn. Bên đây thì em có một chiếc ASEAN 2018, đăng ký lăn bánh lần đầu là 2019 ạ. Chiếc này em cũng bán là 410 thôi, xe quá chất. Anh chị qua nhà em Thùy mua Hyundai ASEAN tha hồ mà chọn. Có màu nâu cà phê, có màu trắng, có màu đen, loanh quanh với tầm giá 400. Chiếc này là 410 nhá, không khác gì 2019 đâu ạ, xe rất là mới. Bên đây thì em có Honda City này. Chiếc này Honda City sản xuất 2013, phiên bản tự động, động cơ chiếc này 1.5, thương hiệu Nhật Bản, bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Chiếc này em bán chỉ có 350 thôi. Kia Rio này em quay rồi nhá, 2017, biển gốc thành phố, về Hà Nội ra tên chỉ mất 5 triệu thôi. Chiếc này thì em đang chào bán là 350, bao cả hồ sơ, bao cả vận chuyển cho khách hàng. Vios G219 tự động anh nhá. Em có màu đen, màu vàng cát, em bán 510 anh ạ. Cerato ở anh Nguyễn Trung Khôi, i10 màu đỏ anh ạ. Hôm nay trên fanpage cái mảng nó hơi kém, nó hay bị out ra quá. Anh Nguyễn Văn Hùng nhắn tin vào fanpage, em gửi cho clip trước i10 ạ. Em đang tra số sàn đời cao, em hết hàng. Em đang có tự động đời cao, em có 219 thì giá là 580 anh ạ. Ở đây em có chiếc Vios G219 này, tự động 1.5. Chiếc này em đang chào bán mức giá là 520 triệu, 219 nhá, đây là bản G xịn. Anh Nguyễn Huệ, mình thấy hình ảnh ok không ạ? Mình thử kích giúp em vào cái chỗ góc phải màn hình, chọn chất lượng là 720 nhá. Anh Nguyễn Quang Huy xem xe gì đây ạ? Elantra hết hàng này. Anh Tuấn Thiệu ơi, thiện chí alo cho em. Mình mà mua tiền mặt rồi mình tự đánh xe về, em bớt nhiệt tình luôn. Chiếc Vios G này 2019 thì em đang bán là 520. Còn ở đây thì em có mẫu Innova này. Chiếc Innova này giá chỉ 300 thôi. 2013 bản E số sàn 2.0 giá 300. Xịn chưa ạ? Giá này quá rẻ rồi. Và bác chủ bác lên khá là nhiều phụ kiện. Phụ kiện là lên hết rồi. Ghế da là có hết rồi này. Phim cách nhiệt rồi vè mưa ốp tay nắm cửa ốp đèn. Không thiếu một cái gì. Chỉ có 300 triệu cho khách hàng. Morning Van hết hàng ạ. CLV em hết hàng ạ. Có chiếc này cũng rẻ luôn. Xpander anh Nguyễn Quang Huy xem số sàn hay xem số tự động anh ơi. Em có chiếc Hyundai ASEAN 2013 số sàn nhá. Đi dòng này thích hơn Vios đấy ạ. Nó khá là đầm xe mà thiết kế nhìn cũng đẹp mắt. Đây là phiên bản Blue, có đèn LED định vị rồi có cả đèn bi xe lông luôn. Em bán chiếc này là 320 cho quý khách hàng. Bên này có chiếc này cũng chất luôn. Nhà em rất là nhiều xe. City bây giờ em không làm trả góp được anh rồi anh ạ. Quay chi tiết em không quay được đâu, em chỉ báo giá với cả tư vấn, trò chuyện với anh chị thôi. Còn nếu như mình muốn xem một cái mẫu xe nào đấy nó chi tiết, anh chị vui lòng kết bạn Zalo vào số hotline 0789 299 111 để em tư vấn cho. Nhà em tất cả những cái đầu xe em quay ở đây đều có những cái clip chi tiết hết rồi. Hình ảnh cũng có này, đăng ký đăng kiểm, giấy tờ em chụp hết. Anh chị chỉ cần muốn xem cứ kết bạn Zalo em gửi thông tin cho nhá. Em có chiếc Lexus này xe đẹp luôn.
cọc rồi hả anh? Buổi tối này làm sao mà nhìn được anh ơi? Xe mà cọc rồi, em đánh về phía sau bãi rồi, ánh đèn nó mờ không nhìn được đâu anh ạ. Bây giờ em chỉ quay được cái khu vực xe ở trong này thôi. Anh chị cọc xe nhà em tùy rồi, cứ yên tâm. Em đánh ra cái khu vực phía sau bãi kia, em để cẩn thận rồi, chốt chìa khóa đàng hoàng, mình cứ yên tâm ạ. À, tài chính 400 tự động, giữ máy giúp em một chút. Em quay nốt cái dàn này rồi em quay cho mình một chiếc. Em có chiếc Lexus này. À, Lexus này nhá, Lexus này 204 nhưng mà xe rất là đẹp. Anh chị nhìn em cái hệ thống đèn đi. Đèn này đèn zin theo xe, nhìn hơn chục năm rồi mà nhìn cái chất lượng nó quá xuất sắc. Chiếc này em Thùy bán giá rẻ luôn, thị trường không dưới 500 đâu. Em Thùy bán chỉ có 465. Em mời anh chị qua nhà em đi thử xe, gầm bệ cột kèo chắc nịch cho quý khách hàng. Anh Tuân ơi, trả góp phải 100, ngân hàng nó mới làm thủ tục cho mình cơ. Còn 50 anh cố vay mượn bạn bè đi, nó dễ hơn. Còn 50 mình đi mua trả góp ngân hàng làm gì, mình vay mượn được mà. Chiếc này 350 này, xe rất là đẹp. Em chào anh Thanh Hải ạ. Fortuner không có hàng ạ. ASEAN 2020 giá như 2019 luôn. Em bán chiếc này chỉ có 430 triệu. Chiếc này xe biển Hải Dương, bác chủ bác ấy lên đời, bác ấy đổi xe thôi nhá, xe rất là chất. 430 triệu cho quý khách hàng. Ở đây thì em có một mẫu là Hyundai Santa Fe máy xăng. Chiếc này nhập Hàn luôn anh chị ạ. 2013 này, 2.4 số tự động, xe đăng ký 7 chỗ ngồi, 675 triệu. Còn cái chiếc này nhà em thì có hơn 100 thôi nhá. Anh chị mà đi xe hơn 100 triệu em thì cứ qua em thì em có một vài mẫu cho mình lựa chọn. Chiếc này hơn 100 triệu. Bên đây thì em có Tucson ạ. Hyundai Tucson sản xuất 2017 số tự động 2.0. Giá em thì đang chào bán cho mình là 785 triệu. Em bao cả hồ sơ, em bao cả vận chuyển luôn. Toyota Wigo em hết hàng ạ. ASEAN số sàn mới hả anh? Mới nó có hai phiên bản anh nhá. 470 triệu là giá niêm yết cho cái phiên bản bản tiêu chuẩn. Còn cái bản đủ nó là 490 anh ạ. Ra tên lăn bánh vẫn hơn 500. Qua nhà em Thùy mua 221 đi, 470 thôi, bản đủ luôn. Hoặc mua 219, 218 giá cũng chỉ có 400 thôi. Anh chị cứ qua xem xe. Số tự động 450 quay đầu nhiều lắm ạ. Ví dụ như chiếc này thì chỉ có 400 thôi. Ở đây em có một mẫu là Kia Soluto đời cao siêu lướt, nó thuộc phân khúc hạng B rồi. Giá rẻ như i10 nhá, xe chạy cực lướt. Mà em cam kết cho khách hàng là đẹp zin bởi vì xe đời cao mà. Mẫu này 2020 tự động 1.4, em chào bán mức giá là 425 triệu. Này, quá rẻ rồi. Bây giờ khách hàng với cái tầm tiền 400 mình đi mua tự động, mình có rất là nhiều sự lựa chọn ở đây. Đẹp chưa? Riêng về cái phần đèn phía trước này, đầy đủ luôn, không thiếu một cái đèn gì. Hệ thống đèn gầm, rồi đèn LED định vị, bóng projector là xịn hết nhá. Xi nhan cũng được tích hợp trên gương. Mẫu này chỉ có 420. Anh chị mà mua trả góp trả trước em tầm 130 triệu, 140 triệu là có xe đi luôn rồi. Đời cao em vẫn hỗ trợ được 70%. Mới chưa ạ? Quá mới rồi. Có 400 thôi, 420 thôi, trả trước hơn 100 triệu là có xe đi luôn. Đây anh Nguyễn Long ơi, số tự động 450 quay đầu đi anh. Không thì anh cố lên một chút, anh tầm 500 triệu đi. 500 triệu anh có thể mua được Vios G218 form mới như em Thùy rồi. À, còn 219 form mới em cũng chỉ bán có 510 thôi. i10 tự động thì là 308 này. Đây, chiếc i10 này là 308 đây. Nói chung là anh chị cứ qua nhà em xem xe, chạy thử xe thoải mái nhá.
Soluto, cái chiếc màu đen em vừa quay ấy, cái chiếc 350 thì nó là cái phiên bản tiêu chuẩn. Ở đây thì em có chiếc này bản đủ này. Chiếc này bản đủ anh chị nhá. Nhìn cái la răng nó là răng la răng phay. Như mẫu này thì em đang chào bán cho mình với mức giá là 400 triệu 2019 số sàn. À, chiếc này là số tự động. Số tự động 1.4. 400 thôi. Chiếc này là tự động 219 thì là 415. Còn chiếc tự động 220 màu đỏ em vừa quay là 425 nhá. Anh chị qua xem xe đi, em Thủy bán cho mình cái mức giá tình yêu. Bên này còn rất là nhiều. Tiếp tục, em gửi đến quý khách hàng một cái mẫu mà số sàn, xe nhập khẩu tầm tiền chưa đến 300 đâu, hơn 200 một chút này. Em có chiếc Mitsubishi Outrail 2017, phiên bản số sàn, xe động cơ chiếc này là 1.2 biển Hải Dương luôn. Mẫu này em đang chào bán mức giá chỉ có 280 triệu. Bên đây thì em có một mẫu Vios ạ. Em có Vios G giá rẻ đây. Thi thoảng lắm mới có xe. Một chiếc Vios G 2017 phiên bản tự động 1.5. Chiếc này em đang chào bán mức giá là 460 triệu nhá. Soluto màu đỏ em vừa quay là 220 anh chị nhá. Cánh đây thì em có một mẫu là Hyundai Kona 2019 phiên bản tự động, chiếc này 2.0. Xe một chủ từ đầu, 5 chỗ gầm cao, chạy siêu tiết kiệm nhiên liệu. Đi đường trường chỉ loanh quanh tầm hơn 5 lít một chút thôi. Như chiếc này thì em đang chào bán với mức giá là 580 triệu ạ. Ở đây thì em có thêm một chiếc Kia Rio cho mình. Rio sản xuất 2015, giá đang chào bán là 330 triệu này. Bán tải hai cầu à anh, hai cầu em đang chỉ có duy nhất một chiếc số tự động Forerunner bản cao cấp anh ạ. Em có chiếc này là Forerunner bản Wildtrak này, tự động 3.2 nhá. 3.2 máy dầu bản full kịch luôn. Hai cầu chuyển động, chiếc này em đang bán hơn 700 một chút. Anh Tuấn Nguyễn kết nối Zalo, em gửi thông tin cho mình chiếc Outrail. Siêu tiết kiệm, dòng Outrail đi nó như i10 luôn. 1.2 anh chị đi đường trường nó chỉ rơi khoảng tầm 4 lít rưỡi thôi. Chiếc này i10 sản xuất 2016 phiên bản số sàn, chiếc này em bán 250 triệu. Ok chưa ạ? Rất là nhiều xe đẹp giá rẻ. Anh chị chỉ cần dành thời gian một buổi sáng thôi. Số 9 Đại lộ Võ Nguyên Giáp, thành phố Hải Dương. Gọi vào hai số hotline 0789 299 111 hoặc là 0839 834 834, em tư vấn em chốt giá nhá. Địa chỉ nhà em ngay sát cạnh đường 5 đây. Đi 3 bước chân. Chỗ cái tòa nhà cao tầng kia là khách sạn Nam Cường 25 tầng. Thôi anh chị ở đường 5 mình rẽ vào một chút là đến rồi. Mình đi xe khách này, xe buýt này, mình cứ xuống chỗ khách sạn Nam Cường 25 tầng. Đi bộ vào nhà em Thùy cũng được ạ. Em chào anh Ngọc Oanh. Em vẫn lên sóng. Vẫn lên sóng đầy đủ. Ok chưa? Bây giờ thì em cũng xin phép là kết thúc buổi livestream của mình tại đây. Em hẹn gặp lại quý anh chị khách hàng vào buổi tối ngày mai trên kênh YouTube với cả trên kênh Fanpage. Mọi người đừng quên nhấn like, nhấn đăng ký kênh. Mỗi khi mà em có xe mới về hay là em livestream ấy, mình sẽ nhận được thông báo về trên điện thoại ạ. Xin cảm ơn. Được anh Tuấn Nguyễn nhá. À, nếu như mình mua xe trả góp ấy, cứ mua cho em đời 24, 25 trở lên là em làm được 50% rồi. 29, 220, 221 trả góp tối đa 70% luôn. Anh chị cứ yên tâm ạ. Thủ tục trả góp thì không cần chứng minh thu nhập. Lãi suất năm đầu tiên cố định nó rơi khoảng tầm 0,75 hoặc là 0,8 nhá, nó cũng tùy từng vùng. Và năm thứ hai ấy, và cái lãi suất nó sẽ giảm dần. Năm thứ hai thì nó sẽ dao động theo cái biên độ của ngân hàng. Ok chưa ạ? Gọi điện vào số hotline của em Thùy 0789 299 111 để chốt giá trực tiếp. Bây giờ em xin kết thúc video của mình tại đây, buổi livestream tại đây. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị khách hàng vào buổi tối ngày mai.